Tết Trung Thu đã đến cận kề, bạn đã có ý tưởng Neo nào để dịp đi chơi Trung Thu chưa? Xin chào các bạn, lại là Neo Minh Đan đây. Cùng Minh Đan vẽ mẫu Neo thỏ ngọc trên cung trăng nha. Đầu tiên, bạn sơn nền màu xanh dương đậm. Dùng cọ dặm treo vẽ màu đen quanh viền móng và cho đi hơi khô. Dùng treo vẽ màu vàng nhạt, vẽ một đường cong nhẹ và ba đường gạch ngang làm bố cục. Tiếp theo đó, nối tiếp hai đường song song để tạo ra khuôn mặt trăng. Vẫn dùng treo màu vàng và tô đều màu và cho đi hơi khô để tạo nên một chú thỏ ngọc nằm trên cung trăng. Tiếp đến, bạn dùng treo màu trắng và chia bố cục, lần lượt nối liền những nét vẽ lại với nhau để tạo ra hình chú thỏ. Vẫn dùng treo màu trắng, bạn tô đều màu và cho đi hơi khô một lần nữa. Dùng treo màu hồng, vẽ mũi và tai. Để chú thỏ nổi bật, mình đang dùng treo vẽ màu đen, vẽ mắt, mũi và viền xung quanh chú thỏ. Dùng treo trắng và cỏ chấm bi, vẽ trang trí cho mặt trăng. Và khung cảnh bầu trời đêm thì không thể nào thiếu sao băng và những ngôi sao nhỏ lấp lánh rồi đúng không các bạn? Phủ tấp treo, vậy là mình đang đã vẽ hoàn thành mẫu neo Trung Thu rồi nè. Và đây là một trong những ý tưởng tham khảo cho các bạn không biết làm kiểu neo nào để diện đi Trung Thu. Và ở những clip sau, mình đang sẽ vẽ thêm